Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện trên cái sàn Zivotano Đây là một cái sự kiện là trao lì xì rước lộc đầu xuân nhé Và cái lợi ích của cái sự kiện này là mình được hưởng những cái gì và mình trao đi những cái gì Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở cái video ngày hôm nay nhé Trước tiên lần đầu các bạn biết tới kênh mình thì bạn đăng ký kênh mình và bấm vào quả chuông này Các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhé thì khi mình đăng tải video hay là cập nhật một cái sự kiện ai giúp nên thì các bạn đều có chuông thông báo để bạn xem và biết được nhé và đây là cái sự kiện nì xì thì mình sẽ đọc và giải thích cho bạn hiểu được là cái sự kiện này diễn ra như thế nào và mình sẽ được hưởng cái gì và mình trao đi những cái gì nhé đây là mình kéo xuống mình cho bạn xem cái ngày kết thúc chương trình nhé ở đây các bạn nhìn thấy là cái chương trình này diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 và nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 tức là nó tròn một tháng các bạn nhé. Ở đây mình đọc một chút cái thông tin này để cho các bạn nắm bắt được nhé. Nhằm đưa tiền mã hóa đến gần tới mọi người thông qua những hoạt động bình thường hàng ngày, Zimotolo ra mắt tính năng lì xì Tết 2022 với tiền mã hóa giúp người dùng bất ngờ gửi trao tâm ý đến những người thân trong nhà, họ hàng hay bạn bè thân thiết. Không chỉ gửi nhận lì xì quay tức thì bạn còn có cơ hội nhận được hàng vạn phần quà may mắn từ Vimentano cùng khám phá các món quà nhé. Xuân như ý ví đầy quai, với mỗi người giao dịch lì xì thành công, người trao lì xì sẽ nhận được một lượt bốc thăm trúng thưởng, rước lộc đầu năm. Lì xì càng nhiều người bạn càng nhận được nhiều quà từ Vimentano, hàng nghìn món quà Xuân đang chờ bạn, khui đó. Mình kéo mình đọc nốt cho bạn nhận đây là cái sự kiện mà rút thăm may mắn nhé. Ngoài ra khi người nhận lì xì phát sinh giao dịch đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình, bạn còn có thể nhận thêm 2 đô lì xì may mắn từ Zimitano. Cái này nếu bạn nào mà chưa có cái tài khoản Zimitano thì mình sẽ để cái đường link video hướng dẫn cho bạn cách đăng ký cũng như cái đường link cho bạn đăng ký nhé. Ngoài việc mà tham gia cái nộp lì xì đầu năm này thì các bạn cần được đào cái đồng quay Zinex miễn phí từ cái sàn Zimitano họ phát cái iZop là phát cái quay Zinex Network miễn phí nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được những ưu đãi đặc biệt khi giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản Zimertano nữa nhá. Mình kéo mình đọc cái quan trọng thôi. Vậy tính năng lì xì là gì thì mình đọc cho bạn hiểu là cái tính năng này nó như thế nào nhá. Đầu tiên là tính năng lì xì cho phép người dùng chuyển quay nội bộ giữa các ví trên sàn với mức phí là không đồng này. Bạn có thể lì xì các loại quay. Ở đây họ thống kê các bạn nhìn thấy là có rất nhiều các loại quay bạn muốn lì xì nhá. BTC này, USDT và tất cả các loại quay như ETH này nhưng mà để mà dễ nhất thì các bạn nên dùng cái USDT để các bạn nỉ xì nhá ở đây mình thấy các bạn nhà khác là hay nỉ xì chéo nhau đấy nhá tức là người này nỉ xì người kia người kia lại nỉ xì người này để tham gia chương trình này cũng như là một cái sự may mắn đấy nhá rồi đến cái bước này các bạn nhìn thấy là cho người thân bạn bè đơn giản dễ dàng thông qua ba bước đơn giản dưới đây cái bước này tí mình vào cái ví mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn chuyển cái nỉ xì nhá ở đây cái phần bật mí thì mình đọc cho bạn biết một chút nhé. Bạn hoàn toàn có thể gửi lì xì cho bạn bè chưa có tài khoản trên Zimotano thông qua mail này hoặc số điện thoại này. Khi bạn bè tạo tài khoản mới với mail hoặc số điện thoại đó, họ sẽ tự động trở thành tuyến dưới của bạn. Tức là đã là mình đã lì xì cho tuyến dưới của mình ý nhé. Và đây là cái điều khoản này các bạn cần cũng cần phải đọc để mình hiểu là cái điều khoản này nguyên tắc như thế nào nhé. Và cái hình thức nhận quà nhé. Thì đây mình đọc sơ sơ cho bạn nhé. Đầu tiên là áp dụng cho mệnh giá lì xì tối thiểu là 1 USDT Tức là cái lệnh, cái min mà lì xì là 1 USD là min nhỏ các bạn nhé Thời gian diễn ra các bạn biết rồi nó kết thúc vào ngày 25 tháng 2 nhé Năm 2022 nhé Người dùng xác thực tài khoản thì mới đủ điều kiện để tham gia bốc thăm may mắn nhé Mỗi phần quà tương đương một lần lì xì thành công cho một UCLM Tức là một cái tài khoản nhé Hoặc là một số điện thoại nhé theo đó nếu bạn lì xì lần thứ hai cho cùng một người bạn sẽ chỉ nhận được một lượt bốc thăm quà nhé tức là mình chỉ được lì xì cho một người một lần mình lì uh, xì hai lần ấy, thì các bạn vẫn chỉ là nhận được một lượt bốc thăm nhé áp dụng khi sử dụng tính năng lì xì trên Zimotoro trong thời gian diễn ra chương trình người nhận lì xì cần thực hiện giao dịch và xác thực tài khoản level 2 thì người trao lì xì mới đủ điều kiện nhận hai đô may mắn Giới hạn nhận quà hai đô may mắn cho 2022 người đầu tiên và mỗi người chỉ được nhận quà một lần lì xì may mắn duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Zimitolo có quyền thay đổi này gia hạn hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện theo quy định riêng của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp bất kỳ tranh chấp nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ chương trình khuyến mãi, quyết định của Zimitolo là quyết định cuối cùng. Đây là cách thức để nhận quà này thì mình đọc cho bạn biết nhé. Với các phần quà vật phẩm Zimotono sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày kể từ thời gian kết thúc chương trình để gửi tặng quà. Đối với các vật phẩm quà là Zinex hoặc tiền mã hóa, Zimotono sẽ cộng trực tiếp vào tài khoản ví trên Zimotono của bạn trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn nhận được kết quả bốc thăm may mắn. Để kiểm tra số dư, bạn có thể truy cập tại đây hoặc là vào bảng điều khiển ví của mình. Ở đây thì mình uh, truy cập vào cái ví để mình hướng dẫn các bạn cách mà gửi cái nì này nhé. Đây là một chương trình mình thấy nó khá hay. Ví dụ các bạn là uh, bạn bè của nhau đấy, các bạn thể gửi cho nhau. Uh, ví dụ mình gửi cho bạn mình, bạn mình gửi lại cho mình. Nó cũng là một chương trình khá hay để mình uh, tham gia được bốc thăm cái lì xì may mắn này nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái ví để mình hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để gửi cái lì xì này nhé. Rồi để làm nào gửi được lì xì nhá thì các bạn click vào cái biểu tượng ví này cho mình nhá. Ở đây thì mình nói luôn là nếu có lì xì mình nên dùng cái Tether USDT là cái đơn giản nhất so bằng cái việc của các bạn lì xì nhau Bitcoin, Litecoin hay là BNB nó sẽ khó hơn. Thật ra các bạn có điều kiện các bạn lì xì bằng Bitcoin hay là BNB cũng được. Ở đây mình sẽ kích vào là cái Tether USDT nhá. Các bạn kích vào là rút tiền cho mình nhá. Ở cái giao diện này các bạn click vào là lì xì nhá. Rồi ở đây thì các bạn chỉ cần ghi cái mail uh, của các bạn uh, bè của mình ấy vào đây này Hoặc là cái bí danh tức là UCL -e ở đây là được nhé Rồi các bạn nhập cái số lượng ví dụ mình ghi là một này một USDT nhé Do của mình không có nó báo màu đỏ các bạn nhé Rồi các bạn đây là cái lời nhắn này thì các bạn thể viết đây là chúc Tết Chúc mừng bạn của các bạn là uh, đầu năm là sức khỏe rồi thành công như thế nào đấy Thì các bạn viết đây và các bạn kích vào là gửi nì xì Thì ngay lập tức là bạn bè của các bạn sẽ nhận được cái nì xì này của các bạn nhé và đây mình thấy nó cũng là một cái tính năng khá là hay Ví dụ như các bạn bè của nhau đấy Có thể người này gửi người kia và người kia gửi lại người này Để mà mình lì xì cái chương trình Tết này Nó cũng khá là hay và mình được tham gia để bốc thăm trúng thưởng đấy nhá và như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn cái tính năng lì xì ở trên cái sàn Zimotono Thì hy vọng các bạn xem hết video để các bạn hiểu và các bạn làm được nhá Và giờ mình sẽ quay thưởng cho các bạn ở cái video trước nhé Và giờ mình quay thưởng cho các bạn ở cái video trước nhé Để xem là hai bạn nào may mắn nhất nhận được cái Evan này nhé Rồi chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Đạt Trần Minh nhé Mình quay bạn thứ hai nhé Rồi bạn thứ hai là bạn Ba La Ba La nhé Chúc mừng bạn nhé Thì hai bạn liên hệ với mình qua Zalo để phần mô tả cũng như là bình luận video để bạn nhận thưởng nhé và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát thì cái video sau mình lại quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhé và video mình xin được kết thúc ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi